Ok anh em ơi, và bây giờ chúng ta xem lại nha anh em ơi. Vừa rồi thì Khải có làm video mà hơi bị lỗi, bây giờ chúng ta cùng xem lại set đồ của Phi Trần một lần nữa anh em ơi. Trước khi vào set đồ Phi Trần thì chúng ta cùng điểm sơ qua. Thì sau khi lên tăng trưởng môn năm thì chúng ta sẽ có đó là một ấn tín. Đó, một ấn tín của tăng trưởng môn, nhưng mà hôm nay Phi Trần không mang. Và hôm nay Phi Trần mang cho mình đó là một ấn phòng thủ lý 24 để đánh trong thành đó mọi người. Thì nếu mà Phi Trần còn thì Phi Trần vẫn có một ấn tín đó là kỹ năng 9x một cấp kèm với kháng cảnh năm, và kèm với một set hiệp cốt đó, 40, 50 cực phẩm và một, nói chung là một, có thể nói là một set cực phẩm anh em à. Đó, người bộ cực phẩm kèm với một con nón liên đấu bắt ọp 25-40, 20 sinh lực lực. Đó, kèm với một bao tay thủ lý 21 làm chậm 30, kèm với một nhẫn 24-30 sinh lực nỗ lực, kèm với một đai lưng 21-20 sinh lực nỗ lực, kèm với một đôi giày 21-27-40 làm chậm. Nói chung là lượng làm chậm Phi Trần khá là nhiều anh em ơi, phòng thủ khá cao, lượng phòng thủ Phi Trần có thể nói là full phòng thủ anh em ơi. 1-21 này, 21 này, 21 này, 25, 44 thủ lý đó, một set đồ cực kỳ đẹp. Rồi đó, đó, đó. Rồi được rồi, anh em đứng yên, anh em đừng di chuyển, anh em đứng yên, anh em ơi đừng di chuyển nữa, vòng đẹp á. Rồi thì tổng số qua thì anh em cùng đếm dưới Khải, thì hiện tại Phi Trần đang sở hữu một con bông tiêu này anh em. Bông tiêu này Phi Trần mua có với giá khoảng tầm 5 triệu. Rồi một set cực phẩm này của Phi Trần thì khoảng tầm 1,5 triệu đến 2 triệu anh em, tầm này thì giá đó thôi, hồi xưa thì 5-6 triệu lận nè. Thì con người này 5 triệu cho set này khoảng 1,5 triệu nữa, 6,5 triệu này. Nón này thì khoảng 10 triệu anh em. Đó, 16,5 triệu. Bao tay này thì khoảng 4 triệu, khoảng 20. Bao tay này mắc lắm anh em ơi, bao tay là mắc nhất trong các món anh em à. Chưa nói bao tay này, bao tay tự đánh ra chứ không phải mua như này. Mua như này là 10 triệu bắt đầu không nói, bao tay này đẹp quá anh em à. Đó, khoảng 20 triệu này. Đai lưng này khoảng 2 triệu, 22. Giày này khoảng 2 triệu anh em. Nói chung là tổng set đồ này Phi Trần khoảng tầm 25 triệu cả ngựa nha anh em. 25 triệu cả ngựa. Đó. Nếu mà đánh tăng trưởng môn thì Phi Trần sẽ tăng trang cho thêm đam hoặc là thời gian chống độc này nọ vào hướng chỗ cây nhẫn với lại đai lưng hoặc là giày vậy anh em. Đó, lượng làm chậm chỉ được 80 là được rồi. Đó. Nói chung là đây là một ạc năm độc cũng khá là khủng anh em à. Ở server thì không thể nói ai hơn thừa nữa anh em ơi. Có thể nói là ạc năm mùa cực kỳ chất của ba. Đó, có thể nói là ạc này là phòng thủ lý gần 75 cộng 2 hoặc là có thể gần cộng 3 nè. Quá đẹp, set đồ quá đẹp của Phi Trần. Rồi, anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho tăng trưởng môn năm độc của tháng 9 này của băng phật một like, chia sẻ ủng hộ cho nhau người. Không gì hơn thì kính chúc anh em xem video vui vẻ nha. Và bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến những video tiếp theo.